Các địa phương tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 ở mức cao, trong đó ca cộng đồng chiếm áp đảo. Hà Nội đã chạm mốc hơn 5.000 ca nhiễm mỗi ngày. Trong 24 giờ qua, Hà Nội ghi nhận 5.477 ca bệnh, trong đó có 1.687 ca cộng đồng. Bệnh nhân phân bố tại 483 xã, phường, thị trấn thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Đông Anh, Hoàng Mai, Hoài Đức, Sóc Sơn, Nam Tử Liêm. Tỉnh Nam Định phát hiện thêm 1.715 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1.275 ca ghi nhận trong cộng đồng. Cũng trong 24 giờ qua, Nghệ An ghi nhận 2.538 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 533 ca cộng đồng trong ngày hầu hết các tỉnh miền Tây đều ghi nhận ca mắc tăng so với ngày hôm qua. Địa phương tăng cao nhất là Cà Mau với 204 F0